tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gần 100 công nhân ở Đồng Nai nhập viện sau bữa ăn tối, nghi ngộ độc sau khi ăn bữa tối. Xuyên đêm tìm kiếm hai công nhân mất tích trên sông Ba. Lời cảnh báo cẩn trọng với bóng bay bơm khí hydro. Cảnh giác thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng của các đối tượng xấu để lừa đảo. Giọt nước nghĩa tình giữa vùng tắp mặn Sóc Trăng. Tuyến đường xuyên rừng sát Cần Giờ lung linh sắc hoa đua nở. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai cho biết, tối qua các y bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu cho gần 100 công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dechan Việt Nam, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, nghi ngộ độc sau khi ăn bữa tối. Bước đầu ghi nhận, sau khi ăn bữa tối gồm mì quảng gà, bánh đa cua khoảng 15 phút đến 30 phút, thì các công nhân có triệu chứng đau bụng, nhức đầu, chóng mặt nên được đưa đi cấp cứu. Có khoảng 500 người cùng ăn, trong đó có gần 100 người có các triệu chứng ngộ độc nhập viện cấp cứu, nhưng khoảng 40 người đã ổn định và xuất viện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã đến bệnh viện để thăm hỏi, chỉ đạo công tác điều trị. Tại Phú Yên, vụ tai nạn lật thuyền trên sông Ba đoạn qua xã Hòa An, huyện Phú Hòa đã khiến một công nhân tử vong và hai người mất tích. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Thông tin ban đầu, vào tối ngày 15 tháng 5, chiếc thuyền chở công nhân thi công cầu bắc qua sông Ba thuộc dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong bị lật giữa sông. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xuồng có 6 công nhân, 3 người bơi được vào bờ an toàn, 1 người tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện và 2 người đang mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Đến sáng nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Yên vẫn đang tích cực tìm kiếm hai công nhân mất tích. Vào tối qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại phòng trọ nằm trên tuyến đường Qua Bình, phường 1, thành phố Bạc Liêu của tỉnh Bạc Liêu, khiến cho toàn bộ tài sản đồ đạc bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút hôm qua, chủ nhà trọ phát hiện mùi khét và khói bốc lên từ phòng trọ vắng chủ, cửa khóa ngoài. Chủ nhà trọ cùng với người dân xung quanh tìm cách phá cửa để dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bạc Liêu đã điều lực lượng phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến cho nhiều tài sản trong phòng trọ bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, bóng bay là một loại đồ chơi khá quen thuộc và được trẻ em yêu thích. Đặc biệt là ngày nay, nhiều gia đình thì thường xuyên để sử dụng bóng bay như là một vật trang trí cho ngôi nhà của mình vào các dịp lễ hay là các bữa tiệc. Tuy nhiên thì ẩn đằng sau hình dạng đủ màu sắc hấp dẫn của bóng bay chính là hiểm họa, dễ gây cháy nổ, nhất là khi nó được bơm bằng khí hydro. Vậy thì tại sao lại có hiện tượng trên? Vấn đề này sẽ được làm rõ trong lời cảnh báo ngày hôm nay. Từ lâu, bóng bay được coi là món đồ chơi hấp dẫn nhất là với trẻ em. Do vậy, nhu cầu về loại đồ chơi này khá phổ biến. Không khó để bắt gặp bóng bay xuất hiện nhiều ở các sự kiện, hội nghị, tiệc sinh nhật hay bán dạo ngoài đường phố. Và để bóng bay có thể bay lên không trung, thì ta phải bơm vào đó loại khí nhẹ hơn không khí để bóng có thể bay lên không trung. Và thường đó là khí hydro. Bóng bay nếu như mình mua bóng về và mình tự thổi hoặc tự bơm thì mình bơm không khí vào. Thì đó là quả bóng bay bình thường thì nó sẽ nặng và nó sẽ rơi xuống đất. Còn muốn cho quả bóng bay mà nó bay được thì người ta phải bơm vào đó những loại khí mà nhẹ hơn không khí. Hai loại khí thường dùng nhất là khí heli và khí hydro. Khí heli thì nó lại rất là đắt tiền nhưng mà bù lại thì nó lại rất là trơ và nó không có cháy được. Còn khí hydro thì rẻ hơn rất nhiều. Và nó cũng rất là nhẹ cho nên thường sẽ được những người ta mua về và người ta bơm vào trong bong bóng để giúp cho quả bóng nó bay được và người ta bán được dễ vì giá thành nó rẻ. Khí hydro này là một khí nó rất là dễ cháy, khi mà
Chỉ cần nó gặp cái nguồn nhiệt như là tàn thuốc lá hay là bật lửa hay là máy sấy tóc chẳng hạn thì nó sẽ lập tức là cháy với khí oxy và nó tỏa ra một cái nhiệt lượng rất là lớn trong khoảng thời gian ngắn và nó sẽ gây ra cái hiện tượng nổ. Thực tế, đa phần người mua bóng bay cũng không rõ nguồn gốc của những quả bóng này như thế nào. Người sử dụng, đặc biệt là trẻ em, khi không biết trong bóng có bơm khí hydro mà để bóng tiếp xúc với các nguồn nhiệt như tàn thuốc lá, tia lửa điện, tia pháo hoa, bếp ga hay thậm chí là ngoài trời đang nóng, bóng đèn nóng trong nhà nhiệt độ cao thì bóng bay sẽ phát nổ khiến nhiều người phải nhập viện do bỏng nặng. Sự nguy hiểm của bong bóng khí hydro đó là khí hydro nó rất là dễ cháy. Ngoài ra trong một số trường hợp thì nếu như cái quả bong bóng nếu mà bị ma sát, ví dụ như là nó cọ sát với những quả bong bóng trong cùng một cái chùm thì quả bong bóng sẽ bị tích điện. Và nếu như nó tiếp xúc, ví dụ trong quá trình sử dụng mà nó va chạm với những cái vật thể khác mà cũng tích điện mà trái dấu thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng phóng điện và có thể làm cho cái khí hydro bên trong nó cũng cháy và phát nổ. Nên nếu như chỉ có một quả mà phát nổ thì nó sẽ gây bỏng cho cái người cầm và cái bỏng nó sẽ càng nặng nếu như mà cái quả bong bóng nó càng gần tay hay gần mặt của người cầm bong bóng đó. Và nếu như mà cái bóng mà nó nổ mà gần mắt thì sẽ rất là nguy hiểm, tại mắt là cái bộ phận rất là dễ tổn thương của người và có thể gây mù mắt nếu như mà nó ở gần mắt quá. Ở một số quốc gia đã cấm bơm khí hydro vào bóng bay mà chỉ được phép bơm khí heli vì khí này không gây cháy nổ. Các chuyên gia khuyến cáo thay khí hydro bằng khí heli. Tuy nhiên, việc phân biệt bóng bay bơm khí hydro và khí heli bằng mắt thường là điều hoàn toàn không thể đối với người sử dụng. Do đó, khi sử dụng bóng bay, người dùng cần hết sức cẩn trọng. Phụ huynh khi mà cho con em chơi bóng bóng thì phải chú ý là dặn trẻ chơi tránh xa những lửa, những nơi có lửa hoặc là máy sấy tóc hay là bật lửa. Tức là mình dặn dò trẻ em. Một cái nữa đó là trẻ em thì rất là dễ bị tổn thương. Ví dụ da thì rất là nhạy cảm và cho nên khi một khi bị bỏng thì nó sẽ rất là lâu lành và khó lành hơn, cho nên và nó cũng dễ bị nặng hơn so với người lớn. Tức hạn chế cột chùm những cái quả bong bóng hydro lại thành một cái khối, tại vì khi một cái quả nó phát nổ nó sẽ lan ra và nổ một chùm bong bóng thì cái tác hại của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với một quả. Khi mình dùng thì mình cũng không nên mình hạn chế cái quả bong bóng nó tiếp xúc với những cái vật thể khác, tại vì có thể cái quả bong bóng nó đang tích điện. Cái vật thể kia cũng tích điện thì nó cũng có thể gây ra nổ. Ngoài ra, chúng ta cũng không nên nuôi giữ bóng bay chứa khí hydro trong phòng kính, bởi nếu không may chạm vào nguồn nhiệt, bóng bay cũng có thể phát nổ. Không nên để bóng bay ngoài trời nắng vì có thể gây nổ. Hạn chế dùng ở những nơi đông người nếu không biết trong bóng chứa khí gì. Trường hợp cần phải mua bóng bay thì cần tìm những nơi đảm bảo, uy tín và người bán phải cam kết cho bóng bóng không phải là khí hydro mà là khí heli. Thưa quý vị, dãy nến là bệnh mãn tính dễ tái phát. Hiện nay căn bệnh này vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên thì không ít bệnh nhân đã tìm đủ mọi bài thuốc gia truyền với hy vọng là điều trị tận gốc nhưng lại khiến cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này thì cũng như là phương pháp giúp kiểm soát bệnh và tránh được các biến chứng nghiêm trọng, mời quý vị cùng theo dõi tiếp lời cảnh báo ngay sau đây. Mỗi tuần, bệnh viện này tiếp nhận khoảng 20-30 bệnh nhân bị dãy nến. Trong đó, 5-10 ca bị biến chứng do tự ý chữa trị theo phương pháp dân gian truyền miệng như đắp lá đu đủ đực, tắm nước củ rái, uống thuốc gia truyền. Theo các bác sĩ, dãy nến là tình trạng viêm mạn tính, cơ chế sinh bệnh do tương tác giữa yếu tố miễn dịch, di truyền và yếu tố bên ngoài như thuốc, nhiễm trùng, stress, chấn thương, rượu bia, thuốc lá. Bộ Y tế ghi nhận 2-3% dân số mắc bệnh dãy nến ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ nam và nữ như nhau. Hiện chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn dãy nến, nhưng có thể kiểm soát bệnh với thời gian lui bệnh kéo dài, điều trị sạch thương tổn trên da, ngăn ngừa nguy cơ biến chứng. Thuốc sinh học là một kháng thể đơn dòng, có tác dụng chọn lọc trên các tiểu đơn vị của các cái cytokine tiền viêm. Ưu điểm vượt trội là đem lại hiệu quả ngoạn mục trong thời gian ngắn, có thể cải thiện đến 50% chỉ số đỏ vẩy trên da ngay sau khi sử dụng trong khoảng 3 tuần.
Ngoài ra thì việc sử dụng thuốc sinh học cho thấy hiệu quả cải thiện đáng kể trên những bệnh nhân vẩy nến móng, vẩy nến khớp, giúp cho những cái bệnh lý đồng mắt gần như là rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và bệnh lý tim mạch giảm xuất hiện trên những bệnh nhân này. Thuốc sinh học được chỉ định cho những người từ 18 tuổi trở lên có vẩy nến mảng ở mức độ trung bình hoặc là nặng, không hoặc là kém đáp ứng với những phương pháp điều trị trước đây, ví dụ như thuốc thoa tại chỗ, quang liệu pháp với UVA, UVB hoặc là các thuốc ức chế miễn dịch, thuốc cổ điển. Vào mùa hè, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời làm cho bệnh vẩy nến trở nên nặng hơn, đặc biệt là các vùng da hở như mặt, tay chân. Và để kiểm soát bệnh ổn định, hạn chế tái phát, người bệnh cần phải kiên trì, tuân thủ đúng phác đồ và hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Người bệnh khi đang sử dụng thuốc sinh học nên tuân thủ theo cái lối sống sinh hoạt cũng như chế độ ăn dành riêng cho bệnh nhân vẩy nến, không nên tự ý ngưng thuốc đột ngột cũng như là sử dụng các cái phương pháp điều trị khác mà không có sự tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa. Da của các bệnh nhân vẩy nến thường là hay tróc vẩy, khô và mất cái hàng rào bảo vệ da, nên việc sử dụng những cái sản phẩm bảo vệ da cũng rất cần thiết. Người bệnh cần phải sử dụng các cái sữa tắm hoặc là sữa rửa mặt dịu nhẹ cho da, dưỡng ẩm thường xuyên để bảo vệ da, tránh nắng, sử dụng kem chống nắng phủ rộng cũng như là che chắn các vùng cơ thể khi đi ra ngoài nắng. Hiện nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều loại thuốc mới đã được tìm ra và ứng dụng trong điều trị để giảm bớt sự khó chịu và biến chứng do bệnh vẩy nến gây ra. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh vẩy nến, nên đến bệnh viện khám ngay để được điều trị đúng và đạt hiệu quả cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Cảnh giác thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng của các đối tượng xấu để lừa đảo. Giọt nước nghĩa tình giữa vùng tâm mặn Sóc Trăng. Tuyến đường xuyên rừng sát Cần Giờ lung linh sắc hoa đua nở. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triển khai kế hoạch số 172 về tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông tham mưu thành lập 5 tổ công tác gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động phối hợp với Công an 12 quận tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm giao thông xảy ra hàng ngày trên các tuyến đường nội đô mà lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an các quận không thể bao quát hết. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, các tổ công tác chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, dùng tiền dụ dỗ thuê học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Đây là thủ đoạn phạm tội mới, tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội lừa đảo. Cơ quan công an nhiều địa phương đã phát đi cảnh báo về vấn đề này. Thời gian gần đây, ở một số địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ lôi kéo học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đã được cấp căn cước công dân, tham gia vào việc mua bán thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra truy vết tội phạm. Các đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn SIM để đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, sau đó yêu cầu đưa lại điện thoại, mật khẩu OTP của tài khoản ngân hàng đã đăng ký và các thông tin liên quan. Với mỗi tài khoản đăng ký thành công, học sinh sẽ nhận được tiền thù lao từ 200.000 đến 500.000 đồng. Bên cạnh đó, để đối phó với các giải pháp an toàn bảo mật tài khoản bằng sinh trắc học của ngân hàng, các đối tượng yêu cầu học sinh cung cấp thêm dữ liệu khuôn mặt bằng cách chụp ảnh đầy đủ chân dung khuôn mặt để đối tượng có thể sử dụng các tài khoản này giao dịch một cách dễ dàng. Và cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn phạm tội mới nhắm đến lứa tuổi vị thành niên học sinh. Nếu các em không được tuyên truyền, cảnh báo sớm thì rất dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo tham gia vào việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, vô tình tiếp tay cho các đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thưa quý vị, những tháng qua thì nắng hạn xâm nhập mặn diễn ra gay gắt. Tại tỉnh Sóc Trăng, nhiều hộ dân ở các vùng tâm mặn như là Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu thiếu nước sạch để mà sử dụng. Chính quyền địa phương cùng với các mạnh thường quân đã kịp thời hỗ trợ nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho người dân nơi đây.
Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Những ngày qua, tại ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, những chiếc xe bồn chở nước thay nhau luân phiên đưa nước ngọt tới cho hàng trăm hộ dân nơi đây. Những người già neo đơn, những người khó khăn được lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên mang nước sạch đến tận nhà. Địa phương giúp đỡ dân lắm, hai nhà địa phương á, cho được nước thùng, nước thùng đi lóc, cho nước chở nữa. Thì hiện nay thì trên địa bàn của xã Trung Bình thì cũng đang gặp khó khăn về tình trạng là hạn mặn. Thì trên ba khu vực là tiếng 1, tiếng 2 và khu dân cư. Thì trước cái tình trạng này thì địa phương cũng đã có phối hợp với một số đơn vị để hỗ trợ nước cho bà con. Thì ngoài ra thì cũng vận động được các mạnh thường quân trên địa bàn đóng hai cây nước để phục vụ nhu cầu của bà con. Trên địa bàn huyện Trần Đề hiện có khoảng hơn 5.500 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Từ đầu mùa hạn mặn đến nay, các đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã hỗ trợ 168 bồn chứa nước, gần 4.000 bình nước tinh khiết, 2.000 lốc nước đóng chai, vận chuyển trên 1.000 khối nước sinh hoạt hỗ trợ người dân. Huyện cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ dụng cụ chứa nước, máy lọc nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ các vùng xâm nhập mặn và thiếu nước gay gắt, nhiều giải pháp cấp bách đã và đang được chính quyền địa phương ở tỉnh Sóc Trăng tích cực triển khai. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sẻ chia, các cấp chính quyền và các tổ chức thiện nguyện đã cùng người dân vượt qua khó khăn do thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, gay gắt. Thưa quý vị, trong khuôn khổ dự án thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tài trợ. Từ cuối năm 2023, tỉnh Bình Định đã triển khai mô hình thu gom chất thải nhựa từ tàu cá về bờ. Và được biết là mô hình đã thu hút được 200 tàu cá của ngư dân tham gia, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong hoạt động khai thác thủy sản, từng bước quản lý rác thải nhựa đại dương theo tiếp cận từ đầu nguồn. Tham gia mô hình thu gom chất thải nhựa từ tàu cá về bờ. Chỉ mới từ cuối năm 2023, đến nay, ngư dân thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát đã dần hình thành thói quen không quăng rác xuống biển mà đem những túi chứa rác thải nhựa về bờ sau những chuyến vươn khơi. Chúng tôi thấy như thế này là rất là tốt, tại không đem rác thải ở ngoài đại dương, làm cho những con cá, con vật, con sinh vật biển nó bị tổn hại. Là nó vào trong lưới rồi mình cũng vớt, còn cái số mà mình mang đi để tiêu dùng á thì gom vào trong túi rác để mang về bờ. Các chủ tàu tham gia mô hình phải cam kết không xả rác thải nhựa xuống biển và thu gom rác thải nhựa sinh hoạt trên tàu cá để đưa vào bờ, lắp đặt túi lưới chứa rác thải nhựa trên tàu cá. Khai báo các loại nước uống, thực phẩm sinh hoạt và các loại bao bì trong chuyến biển thông qua tờ khai khi làm thủ tục xuất bến tại cảng cá, xác nhận lượng rác thải nhựa mang về khi cập cảng. Cái rác thải nhựa được đưa vào bờ thì sẽ có cái đội thu gom của mình sẽ cử xuống thu gom và mang về cái nhà thu gom rác thải nhựa. Sau đó là mình sẽ tiến hành phân loại giữa rác thải nhựa và các cái rác thải kim loại. Sau khi phân loại thì bên mình sẽ cho tiến hành ép kiện và các cái chai nhựa đó là được đưa về cái công ty đô thị môi trường. Sau hơn 4 tháng đưa mô hình vào hoạt động, nhà thu gom rác thải nhựa từ tàu cá tại cảng cá Quy Nhơn đã thu gom được khoảng 1 tấn rác thải các loại. Trong đó có khoảng 600 kg rác tái chế được. Kết quả này góp phần đáng kể vào việc chung tay giảm thiểu rác thải nhựa trên đại dương. Cái mô hình này sẽ giảm được cái lượng rác thải khó phân hủy ra môi trường biển và đại dương. Và cái này sẽ không những là vừa góp phần bảo vệ môi trường biển mà bảo vệ được cái hệ sinh thái, các cái động vật thủy sinh trong cái môi trường biển. Trước thực trạng ô nhiễm biển, rác thải nhựa đại dương đang trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 100% tàu khai thác hải sản tham gia thu gom rác thải nhựa, bao gồm cả rác thải sinh hoạt và rác thải trong quá trình sản xuất khai thác của tàu cá, để mang về bờ, tập trung tại các điểm thu gom ở cảng cá, rồi chuyển đến các đơn vị có chức năng xử lý. Thưa quý vị, đường rừng sát huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là một trong những con đường xuyên rừng ngập mặn đẹp nhất nước ta. Vào thời điểm chuyển mùa thì hoa cỏ thay lá đơm hoa,
tuyến đường này trở thành điểm đến lý tưởng của du khách. Cả tuyến đường rừng sát dài hơn 36 km, rộng 30 m, dưới 6 làn xe. Trong những ngày này, các loại hoa như hoa giấy, hoa phượng đang đua nhau khoe sắc dọc tuyến đường. So với các cái năm trước, tuyến đường Cần Giờ hiện tại bây giờ là đường nhựa là phẳng phiu, là 6 làn xe, bông hoa, đèn nước đầy đủ, rất là tươi đẹp. Nếu là so với các cái năm trước là Cần Giờ hiện tại tuyến đường Cần Giờ phát triển rất là ngon lành so với các cái năm trước. Năm nay thì tôi thấy đường rừng sát Cần Giờ có nhiều đổi mới, là tuyến đường nó rộng rãi hơn. Hai bên đường thì cây cối nó xanh tốt, nhiều màu sắc, là điểm đến du lịch, thu hút khách du lịch đến với Cần Giờ vì không khí ở đây nó trong lành. Đường rừng sát là tuyến đường độc đạo đưa du khách vượt cánh rừng tiến sát bờ biển. Khi di chuyển trên tuyến đường này, người điều khiển phương tiện sẽ có dịp tham quan những nét đặc trưng nhất của hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Thưa quý vị, chợ hải sản thị xã Cửa Lò là chợ truyền thống với đặc trưng riêng của vùng biển xứ Nghệ. Chợ gắn liền với cảng cá nên hải sản bán ở đây luôn tươi ngon, trở thành điểm đến cho du khách trải nghiệm và mua sắm. Khoảng 4-5 giờ sáng, tàu thuyền với cá đầy khoang cập bến. Chợ bến cá Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Đây được xem là khu chợ đầu mối cung cấp hải sản tươi sống. Du khách muốn trải nghiệm phải đến chợ khá sớm. Dẫu hơi trái múi giờ, nhưng mùa du lịch, sáng nào chợ cũng nhộn nhịp, du khách mua hải sản tăng gấp 2-3 lần. Mua hải sản tươi sống ngay khi tàu thuyền vừa cập bến, đẩy thuyền cùng ngư dân, nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá con ghẹ trên mắt lưới và thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với chợ bến cá Nghi Thủy. Đặc biệt là ngư dân cũng như tiểu thương ở chợ bến cá, ngoài giữ nét chân chất hồn hậu của người dân làng biển thì cũng được tập huấn nâng cao ý thức văn minh lịch sự trong phục vụ du lịch. Đó là không hét giá, không chèo kéo khách, bán hải sản tươi ngon, phục vụ khách tận tình chu đáo. Nhờ đó, lượng du khách tìm đến chợ bến cá để khám phá ngày càng đông. Và nếu muốn đắm mình vào vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, thì Sứ Mộc ở Quảng Bình sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Làn nước trong xanh, mát lạnh được bao bọc bởi những dãy núi đá và rừng cây xanh, tạo nên khung cảnh thiên nhiên trữ tình nhưng không kém phần hùng vĩ giữa đại ngàn. Sứ Mộc là một trong những khởi nguồn của sông Chày trong địa phận xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Điểm đến này nằm trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, cách thành phố Đồng Hới khoảng 60 km. Nằm gần danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng, uốn mình giữa tán rừng già xanh mướt, bao phủ bởi những vách đá dôi cao vút. Sứ Mộc đẹp tựa một viên ngọc bích. Từ tháng 5 đến đầu tháng 7 thì là khoảng thời gian thích hợp để đến Sứ Mộc. Tiết trời mát mẻ, suối nước trong lành. Ngoài khám phá thiên nhiên tươi đẹp, du khách cũng có thể trải nghiệm những hoạt động vui chơi tại Sứ Mộc như chèo thuyền kayak, câu cá, bơi lội. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.